Xin chào quý vị và các bạn, Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Kentucky do mưa lũ, thì tại Trung Quốc hơn 6.000 người đã phải sơ tán. Trong tháng này, đã có 2 trận mưa lớn trút xuống thành phố Bàn Cẩm, huyện Liêu Ninh gây lũ lụt trên diện rộng. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai. Tình hình thời tiết cực đoan xảy ra tại nhiều nước trên thế giới, từ nắng nóng kỷ lục tại châu Âu đến lũ lụt ở Bangladesh, Iran, Mỹ, Trung Quốc khiến người dân khốn khổ. Chính quyền thành phố Bàn Cẩm đã kích hoạt phản ứng kiểm soát lũ khẩn cấp cấp độ 1 và điều 2.680 nhân viên cứu hộ, 320 xe vận chuyển và các phương tiện đến hiện trường. Các công cụ chống lũ lụt như là túi cát và ván gỗ nhanh chóng được đưa tới khu vực. Tổng cộng có 6.393 cư dân được sơ tán an toàn. Hiện chưa ghi nhận thương vong do lũ lụt. Công tác cứu hộ đang khẩn trương được triển khai. Cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc cho biết mưa lũ gây ảnh hưởng đến gần 80.000 người ở tỉnh này. Theo Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Giảm nhẹ hạn hán tỉnh Liêu Ninh, mưa lũ còn làm hư hại khoảng 1.600 ha cây trồng, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 12,7 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,9 triệu đô. Mực nước tại 13 hồ chứa cỡ trung và 17 hồ chứa cỡ nhỏ tại tỉnh Liêu Ninh đã tăng lên trên mức cảnh báo lũ lụt. Hiện những hồ chứa nước này đang phải xả lũ. Các trận mưa như chút kéo dài từ ngày 28 đến nay khiến cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh phải sơ tán gần 70.000 người trên toàn tỉnh. Vào tháng trước, có 2 trận mưa lớn như chút xuống sông Gia Giang tại thành phố Bản Cẩm thuộc tỉnh Liêu Ninh đã gây ra lũ lụt trên diện rộng. Theo Cục Khí tượng và Thủy văn, đây là trận lũ lụt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Đê bị vỡ vào lúc 10 giờ 30 phút giờ địa phương ngày hôm qua. Hôm nay, cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết hơn 6.000 người phải sơ tán sau khi nước sông dâng cao và gây vỡ đê tại tỉnh Liêu Ninh. Hy vọng rằng với những chính sách và biện pháp phù hợp, cơ quan chức năng và người dân tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc sớm khắc phục được hậu quả, xây dựng lại cuộc sống. Giải mã bí ẩn đằng sau làn nước trong vắt tại sông Hoàng Hà, Trung Quốc. Thưa quý vị, được mệnh danh là sông cái của Trung Quốc, đồng thời là cái nôi của nền văn minh Trung Hoa, sông Hoàng Hà đã trở thành nhân chứng cho biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử của cả dân tộc và người dân Trung Hoa. Những năm gần đây, nước của con sông dài thứ hai tại Trung Quốc này đã trở nên trong nhất trong vòng 500 năm qua. Những câu chuyện về bảo tồn và phát triển hệ sinh thái, từ kiểm soát cát đến điều tiết ô nhiễm rất quan trọng để làm sáng tỏ bí ẩn về làn nước trong vắt của sông Hoàng Hà. Đây là nơi hợp lưu giữa sông Hoàng Hà và sông Đào. Sông Đào vốn là một nhánh của sông Hoàng Hà. Không khó để nhìn ra sự tương phản giữa một dòng sông nước trong vắt và một dòng nước vàng đục ở nơi đây. Hoàng có nghĩa là màu vàng của mặt trời, còn Hà có nghĩa là mặt bằng. Dịch nghĩa hoàn chỉnh hơn của Hoàng Hà có nghĩa là mặt nước sông màu vàng. Tuy tên gọi là vậy, nhưng trong hình ảnh này, điều bất ngờ là dòng sông trong vắt hơn mới chính là sông Hoàng Hà. Cùng với sông Trường Giang, sông Hoàng Hà có vai trò rất quan trọng trong việc sản sinh ra nền văn minh Trung Hoa, là một trong 4 nền văn minh phát sinh dọc theo các sông nổi tiếng trên thế giới, bao gồm nền văn minh Ai Cập, văn minh Ấn Độ, sông Hằng, văn minh Lưỡng Hà. Nền văn minh Trung Hoa đã để lại cho hậu thế rất nhiều những phát minh giá trị sau này. Đây là bình gốm 5.000 năm tuổi được phát hiện ở thượng nguồn sông Hoàng Hà. Văn hoa xoáy trang nhã trên bình được xem là hình ảnh điển hình của thời kỳ đồ đá mới, giống như cách tổ tiên mình họa dòng sông Hoàng Hà lên bình gốm một cách tinh tế. Trải dài 5.464 km, sông Hoàng Hà trải qua 9 tỉnh và khu tự trị của Trung Quốc. Đây là con sông dài thứ hai của Trung Quốc sau sông Dương Tử, bắt nguồn từ tỉnh Thanh Hải ở miền Tây Bắc Trung Quốc và chảy ra biển Bột Hải ở phía đông tỉnh Sơn Đông, hiện lên vẻ đẹp của những dãy núi non nhấp nhô, nối tiếp nhau trùng trùng điệp điệp. Nước sông Hoàng Hà chứa một lượng lớn trầm tích gấp 34 lần so với sông Nin ở châu Phi. Tuy nhiên, trầm tích lắng đọng với lượng lớn khiến dòng sông bị nâng lên, dẫn tới lũ lụt nghiêm trọng trong nhiều năm và cướp đi nhiều sinh mạng. Vì vậy,
kiểm soát trầm tích là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất để bảo tồn sông Hoàng Hà. Thành phố Ngọc Lâm tọa lạc ở phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây, nằm giữa cao nguyên Hoàng Thổ và sa mạc Mù Ớt, một trong bốn sa mạc lớn nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, tốc độ sa mạc hóa gia tăng đã đe dọa cuộc sống của người dân nơi đây, nuốt chửng đất sản xuất nông nghiệp, đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định chính trị và kinh tế. Nhiều cư dân buộc phải sơ tán khỏi địa phương do nguy cơ các trận bão cát khổng lồ tấn công. Thế nhưng, nhờ nỗ lực trồng cây của người dân và chính quyền địa phương, khoảng 93% diện tích đất bị sa mạc hóa ở sa mạc Mù Ớt đến nay đã được phủ xanh. Ông Thạch Quang Ngân, nhân viên kiểm soát cát huyện Định Biên, tỉnh Thiểm Tây cho biết, trong suốt năm đầu tiên nỗ lực kiểm soát sa mạc hóa, đã có 200-300 người được cử đi trồng cây xanh, nhưng cứ 10 cây thì chỉ có một cây sống sót. Do đó, tôi đã đến thành phố Ngọc Lâm để học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, sau đó trở về địa phương sử dụng phương pháp kiểm soát hàng rào cát. Bắt đầu từ năm thứ ba, chúng tôi đã áp dụng phương pháp này, kết quả là có tới khoảng 85% cây xanh đã sống sót. Đến cuối năm ngoái, diện tích bảo tồn rừng của Ngọc Lâm đã tăng lên 1,57 triệu hectare với tất cả các núm đều được kiểm soát. Ông Thạch Quang Ngân và những người dân địa phương khác đã trồng hơn 53 triệu cây xanh trên 16.675 ha cát cằn cỗi và đầm lầy ngập mặn bằng cách trồng rừng trên sườn dốc, làm ruộng bậc thang, xây dựng đập hồ chứa để trữ nước. Vạn lý trường thành xanh đã ngăn trầm tích xâm nhập vào sông Hoàng Hà. Sự sụt giảm mạnh về dòng chảy và trầm tích chưa từng có tiền lệ trong năm thế kỷ qua là một trong những lý do nước sông Hoàng Hà những năm gần đây lại trong vắt đến vậy. Cụ thể, lượng trầm tích trung bình hàng năm chảy trên sông Hoàng Hà đã giảm tới 80%, từ 1.600 triệu tấn xuống còn 300 triệu tấn. Hơn nữa, trong những năm qua, các làng mạc và thành phố ven sông đã tăng cường nỗ lực cải thiện môi trường nước để giữ cho dòng sông cái trong sạch. Năm ngoái, chất lượng nước của kênh chính sông Hoàng Hà được đánh giá là loại 3, nghĩa là chất lượng tốt. Để giải quyết các thách thức khác, chính quyền Trung Quốc cũng đang tích cực thúc đẩy quản lý môi trường tại lưu vực sông Hoàng Hà. Ông Vương Lập Đông, kỹ sư tại Học viện Quy hoạch Môi trường Trung Quốc nói, chiến dịch bảo vệ sông Hoàng Hà sẽ tập trung vào 5 vấn đề môi trường quan trọng, bao gồm cải thiện bảo tồn sinh thái sông Hồ, giảm ô nhiễm và khí thải carbon, cải thiện quản lý môi trường đô thị, nâng cấp môi trường công nghiệp và nông thôn, tăng cường bảo vệ và phục hồi sinh thái. Chiến dịch này nhằm nâng cao chất lượng môi trường và tăng cường an ninh sinh thái tại khu vực lưu vực sông, biến sông Hoàng Hà trở thành niềm kiêu hãnh của Trung Quốc, mang lại lợi ích to lớn. Những người sinh sống dọc sông Hoàng Hà đã tạo ra một khu vực xanh tươi, mở đường cho sự phát triển chất lượng cao. Sông Hoàng Hà đổ vào biển Bột Hải rộng lớn gần thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. Đồng bằng sông Hoàng Hà nằm ở cửa sông và là nơi có hệ sinh thái đất ngập nước rộng lớn và hoàn thiện nhất ở vùng ôn đới ấm áp của Trung Quốc. Người đang làm công việc khôi phục vùng đất ngập nước tại khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia đồng bằng sông Hoàng Hà, ông Vương Lập Đông nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sông Hoàng Hà đối với việc bảo vệ vùng đất ngập nước ở địa phương. Ông Vương Lập Đông, kỹ sư phục hồi vùng đất ngập nước cho biết, linh hồn của vùng đất ngập nước chính là nước. Gần đây chúng tôi đã hoàn thành một số dự án phục hồi để bổ sung nước cho vùng đất này. Chúng tôi cũng đã chuyển đổi đất nông nghiệp cận biên thành vùng đất ngập nước, đồng thời chuyển đổi trang trại nuôi trồng thủy sản thành đất ngập nước ven biển, nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi tự nhiên của vùng đất ngập nước cửa sông và cải thiện kết nối sinh thái sông Hồ. Nhờ đó, chức năng sinh thái của các vùng đất ngập nước đã được phục hồi một cách hiệu quả. Kể từ năm 2017, khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia đồng bằng sông Hoàng Hà đã phục hồi 13.733 ha đất ngập nước. Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia đồng bằng sông Hoàng Hà trải rộng 153.000 ha. Trong đó, đất ngập nước chiếm 74% tổng diện tích, tức 113.000 ha. Với môi trường sinh thái được cải thiện tốt hơn, vùng đất ngập nước thu hút hơn 6 triệu chim di cư các loại, lựa chọn trú đông và dừng chân mỗi năm, bao gồm cả loài cò phương đông vốn có nguy cơ tuyệt chủng. Khu bảo tồn với sức sống vô biên này đã trở thành hình mẫu xây dựng hàng rào sinh thái, nâng cao đa dạng sinh học vùng ven biển, hạ lưu nước ở sông Hoàng Hà, sáng và trong vắt cùng với những đàn chim sả xuống sông đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp với đôi bờ xanh ngắt. Nền văn hóa lộng lẫy của dòng sông Cái cũng đang phát triển mạnh mẽ hơn theo thời gian. Dòng sông trong bát song hành với trí tuệ nhân loại là điểm khởi nguồn cho đà tăng trưởng mới.
Mấy ngàn năm trước, Hoàng Hà từng được coi là nỗi buồn Trung Quốc vì thường xuyên xảy ra tai họa như vỡ đê hay lũ lụt. Tuy nhiên giờ đây, con sông vàng khó chịu một thời đã biến thành dòng sông yên bình, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân, hứa hẹn đem đến sự thịnh vượng hơn nữa trong tương lai. Sông Hoàng Hà là nơi sản sinh ra nền văn minh Trung Hoa, được cả nhân loại biết đến từ những giá trị mà dòng sông mang lại. Mới đây, Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch bảo vệ và phát triển lưu vực của sông Hoàng Hà đến năm 2030 nhằm thúc đẩy bảo tồn sinh thái và phát triển bền vững ở lưu vực sông. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!